Không Ai Trà Vinh xin kính chào tất cả các bạn. Hiện tại Boy Không Ai Trà Vinh đang đứng tại chùa Điệp Thạch, tọa lạc tại khóm 6 phường 9 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay thì chùa Điệp Thạch có tổ chức kỳ thi chữ Pali cho các học sinh tăng sinh, nên mình có dịp đến đây quay để cho các bạn xem. Nếu tất cả các bạn thấy hay, hãy đăng ký, like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nha. Và bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng theo chân mình đi tham quan theo dõi kỳ thi này nhé. Thank you.